could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hình xăm trên lưng Triệu Lệ Dĩnh được quan tâm trở lại, sự cố trên phim trường khiến ai cũng xót thương. Cư dân mạng bỗng dưng đào lại loạt ảnh về hình xăm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người không khỏi xót thương. Mới đây, loạt ảnh về hình xăm sau lưng của Triệu Lệ Dĩnh bỗng được cư dân mạng đào lại. Không chỉ đơn giản là hình xăm cho đẹp hay thể hiện cá tính, bí mật đằng sau nó khiến cho khán giả không khỏi xót thương cho nàng tiểu hoa. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang là một trong những sao nữ nổi bật nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có tác phẩm bảo chứng tên tuổi, nàng mỹ nhân này còn được khen ngợi có nhân cách tốt và cực kỳ kính nghiệp. Hình xăm bông hoa trên lưng của Triệu Lệ Dĩnh là để che đi vết sẹo trên lưng do một sự cố trên phim trường. Theo đó, khi quay bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình thực hiện cảnh nhảy từ trên cổng thành xuống mà không dùng thế thân. Hậu quả là cô nàng bị thương và để lại di chứng xương nhô ra ở phần lưng. Để che đi phần sẹo này, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định xăm lên hình một bông hoa nhỏ màu xanh. Được biết đây không phải lần đầu tiên nàng tiểu hoa tự mình thực hiện các cảnh quay mạo hiểm. Trước đó, khi vào vai ác nữ Lưu Ly trong Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh từng bị ngã ngựa và phải nằm dưới đất vài tiếng mới có thể đứng dậy được. Hay trong Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc, bà mẹ một con này cũng gặp phải chấn thương trong cảnh hành động. Sự kính nghiệp, tận tâm với vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xót thương trước những chấn thương của người đẹp này trong quá trình quay phim. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo của Triệu Lệ Dĩnh là lại thấy buồn, bị nhô xương như vậy chắc phải đau lắm. Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất kính nghiệp, vì không muốn phán buồn nên cô ấy mới xăm lên lưng đó. Vết sẹo đó không có gì xấu xí cả, chỉ là cô ấy muốn làm đẹp nó thôi, đó là minh chứng cho sự kính nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Lúc mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh thực sự kính nghiệp lắm, đến bây giờ vẫn vậy. Đó là lý do cô ấy được mọi người yêu quý. Nhắc đến hình xăm trên lưng của Triệu Lệ Dĩnh, người không biết sẽ khen đẹp, người biết sẽ cảm phục sự kính nghiệp của cô nàng. Dù không có chống lưng, thế nhưng với sự nỗ lực không ngừng, cô nàng đã vươn lên trở thành một trong những sao nữ nổi bật nhất hiện nay của showbiz.